Chào các bạn nha. Hôm nay mình Khôi có mua khủng long ba đầu này. Thì hôm nay sẽ quay đập hộp cho bạn con khủng long ba đầu này. Đấy, con này trị giá đang bán là 150.000. Đấy. Đây. Sẽ đổ ra khủng long ba đầu này. Khôi không được nói nha, quay rất tập trứng, quay này. Có cả trứng khủng long các bạn ạ. Có cả trứng khủng long luôn. Wow, khủng long này có trứng này. Nhìn nào. Một quả nữa đi đâu rồi, ở đây có ba quả thôi các bạn nhá, ba quả trứng đây, đây là trứng khủng long. Đấy, tí nữa mình sẽ hướng dẫn nhắc trứng khủng long. Thì con khủng long này thì chúng ta sẽ lắp ghép vào nhá. Phần đuôi thì con này hộp người ta tháo ra đã lắp ghép rồi, phần đuôi rồi. Thì nơi này nó có cái khay pin này các bạn này, các bạn lắp pin vào nhá. Đây ba viên này, một viên này, hai viên này, ba viên nhá, lắp đúng chiều nhá, âm dương nhá. Đây mình đây là khủng long dành cho Minh Khôi. Đấy, lắp vào, đây ta thử test thử con nha. Đây, đi được rồi. Đấy, rồi. Đây là cái phần đầu này, phần đầu khủng long này. Phần đầu này thì ta thấy là có hai cái tiếp xúc để khủng long này nó phát sáng với cử động nha. Đây hai cái khớp này thì chúng ta lắp đúng khớp nha. Rồi chúng ta lắp, chúng ta ấn vào thôi nhé. Đây mình sẽ ấn một cách là được ngay này. Đấy, được rồi. Phát coi phát sáng như nào. Rồi các bạn ạ. Ôi trời ơi, khủng long sáng rồi. Thì ta sẽ lắp thật chặt vào khớp đi. Đấy, chặt rồi. Đưa ra lắp cánh nha. Còn phần cánh này, cánh sẽ như thế nào nào? Cánh như thế này á. Đây, đây con này. Đây, chiều này đúng không? Hôm nay ai lắp ngược nhỉ? Cánh là gì? Cánh phải nằm là gì chứ? Đấy, cánh là gì này? Đấy, ta ấn khớp nha. Có cái khớp lỗ này, lỗ gờ này các bạn xem này. Đấy, đấy khủng long đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Minh Khôi là bỏ cắm đây mẹ chụp ảnh nào. Minh Khôi nhìn này, giơ lên. Đấy, khủng long đấy, Minh Khôi rất là thích. Minh Khôi thích không? Bây giờ cho trứng vào chỗ nào? Nhiều bạn đang thắc mắc là ba quả trứng cho chỗ nào? Minh Khôi cho bố coi. Hai trứng. Một trứng, hai trứng, ba trứng. Đậy nắp lại. Rồi, khi mình mở nó đi nó sẽ đẻ trứng ở dưới này các bạn này. Các bạn xem nhá. Khủng long đi đến đâu mà đẻ trứng ở đấy nhá. Đấy. Qua một quả trứng các bạn ơi. Đã có một quả trứng rồi. Tiếp theo quả nữa đi. Nữa nào? Hai quả rồi các bạn ơi. Hai quả trứng rồi. À, thêm quả nữa đi. Ba quả trứng. Có ba quả trứng rồi các bạn ơi. Đấy, ta lại cắt nha. Các bạn muốn cho trứng thì các bạn lật cái nắp lên này, cho trứng là vào tiếp đi đâu. Khủng long lại đẻ trứng tiếp. Đúng Minh Khôi. Minh Khôi thích không? Rồi đấy. Đấy. Wow. Đẻ trứng rồi, được một trứng rồi. Wow, coi đi nè, đẻ trứng nha, đẻ trứng đi nè. Đấy, đấy, đẻ ha. Bay, khủng long bay. Bay, khủng long bay.